Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2021, là ngày quốc tế hạnh phúc. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến cả nhà lô bông trang Mỹ vàng. Hiện tại bên em vừa bứng lên 3 góc, 4 góc để gửi cho khách hàng. Này cả nhà xem, ảnh trống đi 4 chỗ nè, là bên em mới vừa bứng lên gửi cho khách. Thì bên em lô trang Mỹ vàng bên em còn bao nhiêu đây nha cả nhà? Còn tầm khoảng 20 cây. Còn trên đây là cây mẹ của em nha cả nhà. Cây mẹ ảnh đang bông nở rộ. Cả nhà ủng hộ em cái lô trang Mỹ vàng này, đặt từ 1 cây, 2 cây cho đến 2 cặp, là 4 cây, là bên em đều miễn phí ship nha cả nhà. Ở nhà đặt hàng thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600, và đó cũng là số Zalo của bên em. Chúc cả nhà có một ngày quốc tế hạnh phúc thật là ấm áp bên gia đình, và một đêm ngày lễ thật là an lành. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.